Tính năng khá chi là hay ở trên CadOS đó chính là ngàn pix 500. Thì công dụng của ngàn pix 500 này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thao tác gắn Cado vào nhanh hơn. Đấy, như này. Các bạn chỉ cần đưa vào nó sẽ tự hít. Và khi chúng ta muốn tháo ra, các bạn chỉ cần đè cái lẫy này xuống và chúng ta trượt Cado về phía trước. Để chúng ta có thể tháo Cado ra cách nhanh gọn và lẹ. Và còn cái lưu ý là khi chúng ta đưa Cado vào, chúng ta sẽ đưa vào thật nhẹ nhàng. Đấy. Để tránh trường hợp là chúng ta thảy vào quá mạnh thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho, thứ nhất là phần đế nó sẽ bị gãy hoặc là vỡ, và cái phần body của Cado cũng sẽ tương tự như thế. Khi bạn đưa vào quá mạnh nó sẽ gây ảnh hưởng cái phần đế này của Cado.